Đức Phạm xin được gửi lời chào đến quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Điểm tin của Cali Today. Xin thưa với quý vị, hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần, 14 tây tháng 1. Một số những bản tin tức quan trọng anh đi sẽ lần lượt gửi đến cho quý vị và mở đầu là bản tin đáng chú ý giữa cái cuộc giữa cái lúc mà cái cuộc đàm phán giữa uh, Moscow, Nga với khối NATO ở tại Geneva. Thì ngày hôm nay đó nó có một cái vấn đề mà ông Thứ trưởng Ngoại giao Nga là ông Sergei Rivkov đã nói chuyện trong một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình RTVI có đề cập đến cái khả năng là Moscow sẽ điều quân tới tới Mỹ Latin. Thì trong cái cuộc phỏng vấn thì ông Rivkov thì không có xác nhận hay phủ nhận đây có phải một phần trong cái kế hoạch của Điện Cẩm Linh hay không. Nhưng mà sau đó thì cái sự phản ứng của tòa bạch ốc nhất là cố vấn an ninh quốc gia của hoa kỳ là ông jack sullivan đã gọi cái ý tưởng điều lực lượng nga tới mỹ latin là cái điều đáng tiếc trong các bình luận công khai không nên nói như vậy và quan chức này cũng lưu ý rằng cái vấn đề nói trên không phải là chủ đề thảo luận tại cái sự kiện đối thoại ổn định chiến lược nga và hoa kỳ ở tại geneva gần đây và ông jack sullivan ông nói thẳng nếu nga đi theo hướng đó thì chúng tôi sẽ xử lý dứt điểm không đàm phán gì nữa. Tức là Nga lại tính đưa một cái một cái một cái một cái ý thăm dò cũng giống như là quánh một canh bạc nhưng mà đang nắm trên tay cái con bài gì thì chưa có thể đoán được nhưng mà Nga cứ nhá ra từ từ. Nhưng mà ngày hôm qua quý vị nhớ rằng um, khi mà cái cuộc đàm phán nó không đi tới đâu thì Nga nó mới lên tiếng nói là đã đi vào ngõ cụt rồi, không còn đàm phán gì được nữa. Thì ở tại Ba Lan đó thì đã lên tiếng ngay lập tức rằng chiến tranh đã tới gần với châu Âu sau khoảng 30 năm. Thì uh, sau đó là thư uh, thư ký của NATO cũng lên tiếng là nếu mà Nga mà xâm lấn Ukraine uh, hay là đưa ra những cái yêu sách mà NATO không thể um, đáp ứng được thì có thể nói đây là một trong những cái vấn đề mà NATO sẽ đối đầu trực tiếp với nga và chơi tất tay với nga đó là chuyện ngày hôm qua còn ngày hôm nay thì ông cố vấn an ninh quốc gia của Hoa Kỳ là Jack Sullivan thì nói thẳng nếu mà nga đi theo hướng đó thì là sẽ xử lý dứt điểm không cần đàm phán gì nữa tức là nga đưa ra bất cứ một cái 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 một cái uh, um, yêu cầu nào thì trước đây thì đưa ra một số những yêu cầu nói rằng NATO không có được quyền khai triển tới gần biên giới của Nga và đặc biệt là cái nước Ukraine đó thì ngăn cản Ukraine là không cho Ukraine, tức là một trong những cái nước mà khối trong cái khối Liên Xô cũ không được gia nhập khối NATO. Nhưng mà Khối NATO thì nói rằng họ không có uh, ngăn cản bất cứ ai. Cái đó là cái nguyện vọng của cái quốc gia đó. Cho nên họ muốn gia, gia nhập, họ muốn chơi với Nga thì họ chơi. Hoặc là họ muốn gia nhập NATO thì họ gia nhập NATO. Cái đó là cái chuyện bình thường. Nhưng mà nếu mà áp đặt lên đó, thì Hoa Kỳ và khối NATO sẽ có những cái uh, sự trả đũa thích đáng. Thì Nga và Hoa Kỳ gần như là trong một loạt những cuộc đàm phán nó không đi đến đâu cả và tới một lúc thì bây giờ khối NATO đã lên tiếng thẳng, châu Âu đã lên tiếng thẳng, Hoa Kỳ cũng lên tiếng thẳng như vậy. thì theo cái tờ báo uh, cái theo cái báo AT thì lại cho biết rằng họ theo cái sự bình luận của họ thì họ cho biết rằng cái sự phản đối của Washington đối với việc mà lính nga uh, có thể đóng ở Venezuela hay Cuba thì có thể khiến một số người ở ở Moscow uh, phẫn nộ. Và cái giới chức Nga thì nhiều lần than phiền về các lực lượng vũ trang của Hoa Kỳ được triển khai gần cái khu vực biên, biên giới phía Tây của nước Nga. Và sau khi gặp chúng gặp phải cái sự mà phản ứng của ông Jack Sullivan, ông nói thẳng như vậy. Tức là nếu mà Nga đem quân đến Venezuela hay Cuba thì Hoa Kỳ sẽ không còn đàm phán gì nữa và chơi xử lý dứt điểm. Thì ông Thứ trưởng Ngoại giao của Nga xuống giọng và nói rằng đó là cái phong cách của người Mỹ khi họ có một số lựa chọn cho chính sách đối ngoại và quân sự của họ. Đó là nền tảng cho ảnh hưởng mạnh mẽ của cái quốc gia này trên thế giới. Và Tổng thống Nga đã nhiều lần nói về các biện pháp có thể được thực thi, chẳng hạn như liên quan đến hải quân Nga. À mà thôi, nếu mọi thứ được thiết lập theo cái hướng khiêu khích Nga và gia tăng thêm áp lực quân sự của Hoa Kỳ đối với Nga thì chúng tôi không muốn cái điều đó và các nhà ngoại giao phải đi đến một thỏa thuận. Ông Ruskoff đã à, nhấn mạnh như vậy sau gặp sau khi gặp phải cái phản ứng rất là quyết liệt của ông Jack Sullivan là cố vấn à, an ninh quốc gia, à, tòa bà đốc đã lên tiếng như vậy thì ông mới chiều xuống giọng và cuối cùng nói rằng muốn đi đến một sự thỏa thuận nhưng mà bây giờ Hoa Kỳ lại không có muốn đàm phán nữa, NATO cũng không muốn đàm phán nữa, cho nên Nga đang ở trong cái thế mà bế tắc thật sự mà trong khi muốn đưa ra một cái yêu sách gì là đều bị NATO và Hoa Kỳ là coi như là không có đồng ý lại càng đi thêm vào ngõ cuộc nữa trong khi đó, thì cái ông Ripkov này hôm 10 tây tháng 1 vừa qua thì ông đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ là Wendy Sherman để thảo luận các vấn đề của Nga về bảo đảm an ninh Uh, bao gồm cái yêu cầu tổ chức uh, NATO đó là tổ chức Hiệp ước Bắc Tây Dương. Một trong những cái yêu cầu đó là phải chấm dứt cái việc mở rộng về phía Đông. Nhưng mà Hoa Kỳ và khối NATO không đồng ý về vấn đề này. Và đã nói thẳng nếu như đụng tới Ukraine thì Nga sẽ lãnh hậu quả. Đó là một bản tin mà được cho rằng sáng ngày hôm nay bàn cãi rất nhiều. Cái việc thứ hai đó là Bắc Hàn được cho là tiếp tục phóng cái tên lửa lần thứ ba trong cái tháng này sau khi mà Hoa Kỳ áp đặt cái lệnh trừng phạt với lại bình nhưỡng thì cái hội đồng tham mưu liên quân ở Nam Hàn hôm nay là 14 tây tháng 1 thông báo là Triều Tiên đã phóng ít nhất hai tên lửa đạn đạo đây là cái phụ phóng tên lửa thứ ba của Bắc Hàn chỉ trong hai tuần qua cái lực lượng, lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cũng cho rằng Triều Tiên à, Bắc Hàn đã phóng tên lửa đạn đạo và cái đài NHK dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản giấu tên cho biết hai tên lửa đã rơi xuống cái vùng biển bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Kim dong Chup là một sĩ quan hải quân của Nam Hàn đang giảng dạy tại Đại học Khung Nam của Seoul cho biết rằng Bắc Hàn có thể đã phóng hai tên lửa SRBM KN-23 hoặc là KN-24. Và lực lượng phòng vệ của Nhật Bản cũng nhận định cái đầu đạn được bắt là hàng phóng đi ngày hôm nay là tên lửa đạn đạo. Và Nhật Bản cũng đã cảnh báo khuyến cáo các tàu đang hoạt động trên biển và tránh xa cái quả tiễn này nếu nó rơi xuống biển. Đây là cái vụ phóng tên lửa thứ ba của Bắc Hàn trong hơn một tuần. Hai cái vụ phóng trước đó được thực hiện vào ngày 5 tây tháng 11 và 10, 11 tây tháng 1. Và, triều, và Bắc Hàn thì tuần trước cũng tuyên bố là đã thử thành công cái tên lửa mà siêu thanh và tên lửa đánh trúng mục tiêu ở cách xa 700 cây số hồi năm tây tháng 1. Ngày 11 tây tháng 1 thì Bắc Hàn tiếp tục xác nhận đã thực hiện thành công cái vụ mà phóng tên lửa uh, siêu thanh đánh trúng mục tiêu giả định ở ngoài khơi cách 1.100 cây số. Giới quân sự của Nam Hàn thì nhận định tên lửa của Bắc Hàn vừa thử nghiệm có thể có tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh. Cái vụ phóng tên lửa mới nhất của Bắc Hàn diễn ra sau khi Hoa Kỳ áp đặt cái lệnh trừng phạt nhắm vào 6 công dân của Bắc Hàn, một công dân của Nga và một doanh nghiệp của Nga mà Washington cho rằng đã tham gia mua hàng từ Nga và Trung Quốc để phục vụ cho chương trình vũ khí của Bắc Hàn. Đây cũng là lần đầu tiên chính quyền của Tổng thống Joe Biden áp lệnh trừng phạt đối với chương trình vũ khí của Bắc Hàn. Bắc Hàn đã chỉ trích cái lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và cảnh báo nếu Washington theo đuổi cái lập trường đối đầu như vậy, thì Bình Nhưỡng buộc phải đáp trả mạnh mẽ hơn. Ngoại trưởng của Hoa Kỳ là Anthony Blinken ngày hôm qua 13 tây tháng 1 cho rằng Bắc Hàn có thể đang muốn gây chú ý bằng các vụ phóng tên lửa. Và nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ tiếp tục kêu gọi Bắc Hàn ngồi lại đàm phán với Mỹ và khẳng định là Washington không có cái ý định thù địch với chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho nên quý vị thấy rằng đây là cái vấn đề mà mà bắt hàng thì chỉ mới trong cái dịp đầu năm này thôi mà phóng ba lần rồi mà phóng đi bốn cái tên lửa cơ thể bây giờ vẫn còn đang xác nhận bởi vì họ dùng cái chữ ít nhất là hai tên lửa mới vừa phóng đi tức thì chứ không phải là ít nhất là hai nhưng có thể là ba bốn bây giờ họ vẫn đang tiếp tục theo dõi về vấn đề này à, một cái cái vấn đề khác nữa là cái việc mà đàm phán mà có nhiều cái cuộc nói chuyện bên lề của um, uh, giữa Nga và khối NATO và Hoa Kỳ vẫn đang tiếp tục thiếu, tiếp diễn không biết rằng nó sẽ như thế nào khi mà um, còn bất cứ một tuyên bố gì nữa hay không thì không có ai đoán trước được rằng là cái 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 kết cục nó như thế nào. Um, ngày hôm nay thì trong một có một số những cái bản tin liên quan tới cái cái việc mà mà tin tặc cũng đã đánh sập nhiều cái trang web của chính phủ Ukraine vào ngày hôm nay 14 tháng 1 trên cái trang web của Bộ Ngoại giao Ukraine có cái dòng chữ là hù dọa tụi bay phải biết sợ chờ đợi điều tệ hại nhất viết bằng ba thứ tiếng đó là tiếng Ukraine tiếng Nga và tiếng Ba Lan. Cái dòng chữ ghi uh, bằng Ukraine tất cả các dữ kiện cá nhân đã bị phóng lên internet, tất cả dữ kiện trong máy sẽ bị xóa đi. Tất cả thông tin sẽ được lộ ra trước công chúng. Và chính phủ Ukraine nói các thông tin cá nhân thì chưa bị lộ ra mặc dù nhiều trang web đã bị đóng, trong đó có một trang chứa dữ kiện về thông hành điện tử và và chứng cứ chích ngừa của công dân Ukraine chính phủ ukraine nói họ đang tìm cách sửa chữa cái trang web này nhiều người nghi ngờ rằng có liên hệ tới chính phủ của Nga, nhưng không có chứng cứ nào được đưa ra. Hiện nay thì Nga vẫn còn khoảng 100.000 quân đóng sát biên giới Ukraine và các cuộc nói chuyện giữa Nga, Mỹ, NATO tuần này thì không dẫn tới đâu. Đó là một thêm một điều nữa liên quan tới nước, nước Nga. Còn một cái vụ mà lùm xùm từ hôm nọ tới giờ giữa cái cây vật số 1, cây vật tennis số 1 tức là Novak Djokovic thì vừa mới được uh, cái visa đổ lại thì sáng ngày hôm nay chính quyền của uh, nước úc quyết định hủy bỏ cái chiếu kháng mà nhập cảnh visa của uh, cầu thủ này và cho dù cầu thủ này có là một tay vợt đứng đầu thế giới vì cái lý do mà theo cái bộ trưởng di trú của úc là alex hockey là vì lợi ích công cộng novak Djokovic không hề chích ngừa chống covid và bản khai khi nhập cảnh cũng sai sự thật mà cầu thủ này nói sai không vì cố ý mà vì sơ sót mà thôi. Uh, Djokovic tới nước Úc là để thi đấu cái giải quần vật uh, vô địch thế giới Australian Open. Như vậy thì uh, um, sẽ bị sau khi bị hủy cái chiếu kháng nhập cảnh này thì sẽ bị giới uh, nhà chức trách của Úc sẽ bắt tạm giam vào ngày mai tức là ngày thứ Bảy 15 tây tháng 1 trước khi tòa án liên bang ở nước Úc xét cái hồ sơ kháng án mà luật sư của cầu thủ này vừa nộp. Theo cái lịch trình sau cái đơn kháng án thì tay vật này sẽ được phỏng vấn bởi lính biên phòng của Úc vào lúc 8 giờ sáng thứ Bảy ngày 15 tây tháng 1. Lúc đó thì Djokovic sẽ chính thức bị bắt tạm giam bởi hai viên chức biên phòng đi kèm là luật sư riêng trong khi thì chờ hồ sơ lên tòa án liên bang. Cho nên quý vị thấy đây cũng là một cái vấn đề mà từ hôm nọ tới giờ những cái người mà gia đình của um, Djokovic đã lên tiếng uh, gần như là chỉ trích uh, chính phủ của Úc từ cha cho tới mẹ, anh chị em và những người hâm mộ của um, Djokovic. Trong khi đó um, bây giờ thì nó đã quá rõ ràng uh, Djokovic là nói dối trong cái việc đã chích ngừa rồi và trước đây cũng đã bị cách ly ở tại Serbia rồi. Bây giờ lại còn nói dối rằng được cái 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 cái, cái liên đoàn mà quân vật của úc cho phép vô mà không cần phải chích ngừa cho nên bây giờ khi mà bị phanh phui ra hết á, thì bây giờ chỉ còn người hâm mộ lên tiếng mà gia đình thì có vẻ như im lặng hơn nhưng mà cho dù anh là một cái cầu thủ số một thế giới đi một tay vợt đứng đầu thế giới cũng phải tuân thủ vấn đề an toàn bởi vì nước úc họ tuyên bố rất là rõ ràng họ không cho phép là tay vợt này vào trong quốc gia của họ và bây giờ họ vừa bắt giam mà họ vừa cách ly nữa. Cái vấn đề có nhiều cái bản tin cho biết rằng đằng sau cái 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 sự việc này nó là một cái vấn đề liên quan tới chính trị có thể rằng chuẩn bị tới cái đợt bầu cử sắp tới đây chăng hay là có cái sự mà uh, hiềm khích gì giữa cái uh, những cái nhà lãnh đạo của hai quốc gia này hay là về vấn đề ngoại giao tức là diplomatic nó đang có một vấn đề gì đó chăng. Cho nên rất nhiều cái bài viết nói về cái 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 cái, cái tay vợt Djokovic. Nhưng mà một cái điều quan trọng sáng ngày hôm nay tức là cái tay mà huyền thoại bơi lội của Hoa Kỳ. Uh, trong các kỳ Olympic mà đã chiếm rất là nhiều cái huy chương vàng và nhiều kỷ lục thế giới đó là Michael Phelps. Thì Michael Phelps sáng ngày hôm nay lên tiếng nói với lại Djokovic anh là người nổi tiếng thì anh nên làm gương làm mẫu cho dân chúng làm role model cho dân chúng trên toàn thế giới và anh sẽ biết thế nào là covid19 như tôi đã từng bị covid19 và đã dính bệnh và đó là một cái kinh nghiệm mà tồi tệ nhất trong cuộc đời của tôi mà nếu như anh chưa trải qua thì đừng có để nó dính bệnh vô trong thân của anh hãy làm cái người mà role model cho toàn thế giới và kêu gọi dân chúng chích ngừa anh cũng nên thực thi cái vấn đề này đi thì nếu mà so sánh ra về cái độ mà nổi tiếng hay cái độ mà cái tài năng của hai nhân vật này thì Djokovic là tay vợt đứng hàng đầu thế giới nhưng mà Michael Phelps cũng là một tay bơi lội lừng danh thế giới cho nên khi lên tiếng như vậy và cái điều cuối cùng đó, Michael Phelps nói rằng biết bao nhiêu người đang chịu đựng cái nỗi đau đớn này mất mát từ bản thân họ cho tới người thân của họ nhiều quốc gia bây giờ đang phải vật lộn với vấn đề này đã là một cái người nổi tiếng thế giới ông vận động viên thì hãy kêu gọi và nên làm gương đó là cái chuyện của Djokovic còn không biết được cái cái vấn đề kế tiếp nó như thế nào bởi vì nếu mà bị suspended cái cái visa lần uh, lần này nữa đó thì là bị cấm vô nước Úc tới 3 năm. Mà nếu như cấm, nếu mà kháng án mà không thành công mà không vô được 3 năm nữa thì coi như cái giải Australian, Australian, Australian Open này thì Djokovic làm sao tham dự được. Trong khi đó đã 12 lần vô địch cái Australian Open. Nó cũng là mang lại một cái, cái thứ nhất là một cái cái, 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 cái lợi nhuận cho cái liên đoàn quân vợt của Úc giống như của thế giới khi một tay vật nổi tiếng tham dự thì mới có nhiều người xem và nhiều người xem thì nó, nó mới cái giải nó mới có giá trị nhưng mà bây giờ cho covid thì không tham dự bây giờ cấm không vô nước úc thêm 3 năm nữa như vậy thì chỉ còn dự được những giải khác thôi còn nước úc sẽ chịu những cái sự thiệt thòi mà từ đó thì chúng ta không biết nó sẽ đi về đâu và hy vọng là cái sự giải quyết như thế nào với tòa án liên bang của của nước úc đó là <laughs> còn một cái chuyện khác nữa đó là mấy ngày nay quý vị nghe cái vụ mà à, cái người một người mỹ được à, ở maryland đó là được ghép cái trái tim của con heo trái tim của con lợn vô trong người và được cho là thành công thì bây giờ đang trong cái sự mà hồi phục và đang được cái sự kiểm tra gắt gao của bác sĩ thì có một cái sự tranh cãi xung quanh cái người mà ghép tim heo đầu tiên trên thế giới này là tại sao Um, bởi vì cái bệnh nhân David Bennett uh, 57 tuổi này nó đã từng liên quan tới một vụ tấn công người 34 năm trước. Thì uh, khi mà tấn công người làm chết người thì cái tờ Washington Post là cái tờ báo đầu tiên đưa tin về cái uh, cái quá khứ của Bennett liên quan tới một vụ tấn công do ông này gây ra cách đây 34 năm cái thông tin được tiết lộ nó làm dấy lên một cuộc tranh luận về cách các bệnh nhân được lựa chọn để thực hiện các công nghệ tiên tiến về y, y khoa. Nạn nhân của vụ tấn công là Edward Schumacher. Theo Leslie Schumacher Downey, là em gái của Schumacher ở Frederick, tiểu bang Maryland. Cũng là cái tiểu bang mà hiện tại ông David Bennett này ở. Thì người đàn ông này phải ngồi xe lăn gần 20 năm, bị liệt từ thắt lưng trở xuống và chịu nhiều biến chứng y học bao gồm một cơn đột quỵ khiến ông suy giảm nhận thức trước khi qua đời vào năm 2007 ở tuổi 40 tức là cái vụ tấn công nó xảy ra vào ngày 30 tây tháng 4 năm 1988 khi mà Sue Maker 22 tuổi đang uống rượu tại một quán bar và nói chuyện với vợ của ông Kenneth uh, uh, Bennett thì chứng kiến cái cảnh vợ ngồi uống rượu với lại ông Schumacher thì ông Bennett đã nổi máu ghen và liên tục đấm vào đâm vào lưng của ông Schumacher và cô Downey cho biết cái vụ tấn công và cái hậu quả của nó đã gây sóng gió cho gia đình của Schumacher nó đã khiến cho cha mẹ suy sụp và mọi thứ như là vào địa ngục vậy theo cái hồ sơ của tòa án được New York Times có được thì cho biết rằng Bennett bị cáo buộc hành hung và cú ý giết người nhưng cuối cùng chỉ bị kết án với cái tội danh nhẹ hơn là mang vũ khí và lĩnh án chỉ có 10 năm tù và Bennett cũng phải trả cho Schumacher là 29.824 Mỹ Kim là tiền bồi thường. Nhưng mà cô Downey nói rằng Bennett đã không trả cái số tiền này. Trong một cái nỗ lực mà nhằm bù đắp cái chi phí điều trị đáng kể thì Schumacher và gia đình đã kiện Bennett và được chấp thuận bồi thường thiệt hại là 3 triệu tư Mỹ Kim. Tuy nhiên cái gia đình của Schumacher cho biết là họ chưa bao giờ nhận được bất kỳ cái khoản tiền bồi thường nào cho dù thắng kiện. Và cô Downey nói rằng cái việc ông Bennett được ghép tim đã mang lại cái sự sống cho ông ấy, nhưng anh trai của bà thì không bao giờ có cơ hội thứ hai trong đời. Ông Edward Schumacher đã phải vật lộn từng ngày trong 19 năm, không ai đáng phải chịu những gì mà ông anh tôi đã trải qua. Tuy nhiên các bác sĩ của uh, ông Bennett thì nói rằng những cái chuyện xảy ra trong quá khứ không phải là lý do khiến các bệnh nhân không được tiếp nhận cái công nghệ y học tiên tiến. Các nhà chức trách trại trung tâm y tế Đại học Maryland, nơi thực hiện cái ca ghép tim cho ông Bennett, cho biết những cái nhà cung cấp dịch vụ y tế cam kết điều trị cho tất cả những bệnh nhân, bất kể gốc gác hay hoàn cảnh sống của họ. Và tiến sĩ Marsky tại cái trung tâm Hastings cũng cho biết rằng các bác sĩ thường không xem xét các bệnh nhân để xem liệu họ, họ có xứng đáng được điều trị hay không. Theo ông, có một cái tiêu chuẩn lâu đời trong đạo đức y khoa là các bác sĩ sẽ không chọn người mà họ điều trị. Giáo sư Arthur Kaplan tại trường y e của Crossman thuộc Đại học New York thì cho rằng cái sự phẫn nộ trên mạng xã hội nhắm vào Bennett là không có phù hợp. Ông cho biết đây không chỉ là trường hợp ghép tim của con heo vào cơ thể người đầu tiên trên thế giới mà còn là ca phẫu thuật mang cái tính thử nghiệm cao nhất và rất dễ thất bại. Rõ ràng là ông Bennett không lấy nội tạng từ bất kỳ người nào, không ai phải chết để ông ấy được ghép tim mà ông ấy lấy trái tim từ một con heo. Thì giáo sư Kathleen nói David Bennett, con trai của Bennett cho biết là anh không muốn lên tiếng về quá khứ của cha mình. Cái quan điểm của tôi là tập trung vào ca phẫu thuật cũng như mong muốn cha tôi về việc đóng góp cho khoa học và có khả năng cứu sống các bệnh nhân trong tương lai để con của ông David, ông Bennett đã lên tiếng như vậy. Cho nên quý vị thấy đây là một cái vấn đề tranh cãi. Ý muốn nói tới là một người đã giết người mà thoát khỏi cái tội giết người Nhưng mà bây giờ lại được Cái giới y khoa chọn để mà cứu sống Trong khi giới y khoa thì nói rằng Họ không có chọn lựa ai cả Và đây cũng là một cái ca thập tử nhất sinh Cấy cái tim con lợn vào trong người Thì thập tử nhất sinh thấy là rõ Nếu thất bại là coi như mất mạng Nhưng mà đối với những người Chẳng hạn như gia đình của Schumacher Thì lại cho rằng đây là một cái điều được là ông Bennett này được ưu đãi mặc dù ổng là đã từng là một phạm nhân giết anh của cô ta nhưng mà bây giờ vẫn được cái giới y khoa nhưng mà giới y khoa đây là phản bác lại vấn đề này như vậy thì một cái cộng đồng mạng cư dân trên toàn thế giới đều tập trung vào cái câu chuyện của cái cô em của Schumacher mà tạo ra một cái câu chuyện gây tranh cãi trên mọi cái 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 cái, cái trang mạng đó là một số những cái cái bản tin ngắn anh đi gửi đến cho quý vị còn uh, bây giờ để mình xem thử coi có một um, còn tại trong đất nước hoa kỳ ngày nay cũng ừ. có một bản tin cũng tương đối lạ uh, ngày xưa giờ chắc quý vị cũng nghe nói rằng những cái chế độ mà, mà độc tài hoặc là cộng sản trên thế giới thì uh, họ Giám sát người dân có thể 24 trên 24 giờ có thể là khắc khe. Nhưng mà bây giờ không những cái chế độ độc tài hay là cộng sản đó chắc có lẽ không phải là những cái quốc gia duy nhất làm cái điều đó. Và đoán rằng sẽ có một tiểu bang ở Hoa Kỳ làm như vậy, giám sát tới tận các lớp học của trẻ em. chỉ vì sợ cái thế hệ tương lai của Hoa Kỳ rủ nhau theo cái phe cấp tiến. Cái dân cử của Cộng hòa tại Florida thì đang tính suy qua thông qua một cái luật dự luật buộc các thầy cô giáo phải mang cái máy ghi âm trong lớp học để phụ huynh có thể theo dõi các bài học mà họ dạy cho học sinh. cái dự luật trình lên bởi dân biểu tiểu bang là Bob Romo là một người nói rằng thầy cô giáo cần bị giám sát thường trực vì trường lớp không phải là chỗ riêng tư của thầy cô giáo và đó cũng là không gian của con em của chúng ta. Anna Fosco là chủ tịch công đoàn giáo viên Proud World Teacher Union đã nói với đại CBS rằng Bà lo sợ sẽ không còn ai muốn vào nghề giáo nữa nếu phụ huynh có thể giám sát họ mọi thời gian và chỉ trích các bài học họ giảng. Bà gọi giám sát như vậy là trò của Big Brother, một cái chữ từ tiểu thuyết của George Orwell để chỉ các nhà nước độc tài theo dõi người dân 24 trên 24 mỗi ngày. Bản tin này có lẽ như cái đạo luật này, nếu cái dự luật này có phải nó kỳ quái lắm không quý vị? Cho dù là là đó là một cái quốc gia độc tài đi nữa, họ cũng không làm cái điều này cho nên trong cái khoảng thời gian mà từ 4 năm uh, khi mà ông Trump lên làm tổng thống cho tới bây giờ thì cho tới khi mà tổng thống Joe Biden lên nhậm chức cũng đã được một năm rồi quý vị thấy biết bao nhiêu sự thay đổi đã cái nước Mỹ này nó nó có nhiều cái sự cái sự thay đổi và nhiều cái đạo luật lạ lùng và cái sự chia rẽ trong cái nội bộ của của và đảng phái trong đất nước Hoa Kỳ này nữa đã nói rằng nó nó hàng ngày chúng ta đều thấy có nhiều cái điều nó lạ lùng còn một vấn đề khác đó là cái tòa án tối cao đã bác bỏ cái lệnh cưỡng bắt chích ngừa của chính phủ của tổng thống Joe Biden đối với những cái công ty lớn cái tỷ số phiếu là 63 của cái tòa án tối cao pháp viện nói rằng cái cưỡng bắt chích ngừa là chi phối rộng lớn quá ảnh hưởng tới 80 triệu người và chính phủ Biden không có quyền cưỡng ép chích ngừa trên một cái diện rộng như vậy. Còn đảng Cộng Hòa thì tưng bừng xem như là chiến thắng của các thẩm phán bảo thủ do ông Trump đã cấy vào làm cho Tổng thống Joe Biden dễ dàng thất bại thêm trong cái cuộc chống COVID-19. Nhưng mà cái điều ghi nhận rằng tất cả những thẩm phán này ở tòa án tối cao cho dù là cấp tiến hay bảo thủ họ đều chích cái mũi tăng cường mũi thứ ba rồi. Tuy nhiên, tòa án tối cao thì cho phép cưỡng bắt chích ngừa đối với các nhân viên y tế tại các cơ sở y tế lãnh tiền tài trợ của liên bang. Báo Washington Post thì ghi lời một bác sĩ ở phòng cấp cứu ở Boston trên Twitter rằng tối cao phán cái lệnh như vậy sẽ làm chết nhiều người. Và đúng như vậy. Chính phủ nói rằng bây giờ các công ty lớn có quyền tự đưa ra cái quyết định ép chích ngừa cho, uh, chống COVID-19 hay không. Nhưng cảnh báo rằng nếu công ty đưa ra lệnh ép nhân viên chích ngừa vẫn có thể tùy tiểu bang có tiểu bang cho có tiểu bang cấm công ty target đó là một công ty bán lẻ rất lớn của hoa kỳ đã nói với hãng thông tấn ap rằng công ty sẽ nghiên cứu trước khi quyết định sẽ có cái cách mà cưỡng bắt chích ngừa riêng của công ty mình còn riêng ông tổng thống joe biden thì bày tỏ thất vọng sau khi tòa án tối cao dẹp bỏ cái lệnh mà liên bang buộc nhân viên cái hãng lớn chích ngừa Ông Biden đưa ra một cái văn bản nói rằng cái lệnh ép chích ngừa là để cứu mạng người. Dựa vào khoa học và luật pháp, ông Biden nói các hãng lớn bây giờ có tự do quyết định riêng. Nhưng ông Biden ca ngợi cái tòa án tối cao chấp nhận cái lệnh ông Biden ép chích ngừa đối với nhân viên bệnh, bệnh viện do liên bang tài trợ. Đó là riêng cái phán quyết của tối cao pháp viện của Hoa Kỳ coi như đã ngăn cản cái việc mà những công ty lớn có 100 nhân viên đổ lên thì bây giờ không được cưỡng ép nhân viên chích ngừa nữa nhưng mà nó có một cái điều là bây giờ thì không cưỡng ép nữa nhưng mà tùy những công ty lớn chẳng hạn như AT&T Verizon, Apple hay là Intel hay là Harris um, Parker hay là Amazon vân vân nhưng mà nếu như thì đương nhiên họ có hàng ngàn ngàn nhân viên rồi nhưng mà cái vấn đề chính ở cái chỗ nào họ cũng có những cái quy định riêng của họ còn nếu như còn một số những nhân viên không có chịu chích ngừa thì nó sẽ lây lan đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái công việc của công ty đó nhân viên sẽ không tới chỗ làm việc được phải phải đeo khẩu trang liên tục rồi cứ phải đi test hoài một lần nó lây lan ra như vậy đó, thì lại là công ty lại bị thất thoát nhân lực rồi lại tài lực nữa cho nên công ty họ cũng có cách của họ nhưng mà qua cái điều này thì mình ngày nào cũng tranh cãi về vấn đề mà vaccine vaccine với lại đeo khẩu trang giãn cách xã hội vân vân thì cuối cùng quý vị thấy cái điều này nó là điều gì sau khi mà ra cái 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 phán lệnh là tổng thống Joe Biden không được cưỡng bách những cái công ty lớn là làm như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới 80 triệu dân nhưng mà rõ ràng cuối cùng thì các cái mệnh lệnh về vaccine này đó của Tổng thống Joe Biden có đứng vững hay không là phải dựa trên cái các diễn giải của thẩm phán về các quy chế của liên bang chứ không phải là các nguyên tắc về quyền tự do cá nhân hoặc là vì cái lợi ích chung cho nên quý vị phải để ý cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó theo đa số của cái tòa án tối cao thì cái luật pháp đứng về phía ông Tổng thống Joe Biden khi ông ra lệnh cho nhân viên y tế tiêm vaccine nhưng việc mà sử dụng một cái một cái quy chế mà đã hơn 50 tuổi rồi đời để mà thực hiện yêu cầu về vaccine hoặc xét nghiệm đối với tất cả các chủ lao động tại các công ty lớn là một cái mục tiêu nó quá sức tưởng tượng một lần nữa thì cái thế đối trọng tại tòa án nó lại càng rõ rệt hơn quý vị nhìn vào thấy bốn thẩm phán bảo thủ này thì họ quá bảo thủ rồi mình biết là đây là những thẩm phán rất là đáng tin cậy còn ba thẩm phán cấp tiến họ cũng rất là đáng tin cậy nhưng mà cuối cùng còn hai chánh án mà đứng ở vào cái thế trung dung tức là John Robert và thẩm phán là Brett Kavanaugh đã đứng ở giữa thì bốn là bảo thủ ba là cấp tiến hai là thế trung dung như vậy là một cái tập hợp nó cho là một cái tập hợp tư pháp hỗn hợp này chỉ là một cái bước lùi mới nhất đối với kế hoạch mà phản ứng với Covid-19 của Tổng thống. Mà cái kế hoạch này có vẻ như nó đi sau một bước so với những cái chuyển biến phức tạp của cái đại dịch. Thì chính phủ đã chậm chạp trong cái việc khuyến khích tiêm cái mũi tăng cường và bị lép vế về cái làn sóng mà gia tăng nhu cầu xét nghiệm do biến chủng Omicron nó xuất hiện. Giờ đây thì ông Tổng thống Joe Biden hoặc sẽ phải thuyết phục quốc hội để mà hành động theo cái xác lệnh bắt buộc một cái viễn cảnh mà khó có thể xảy ra nhất là cái chương trình nghị sự của ông Joe Biden liên tục gặp trở ngại ở tại thượng viện hoặc ông phải tìm ra những cách mới để đưa nước Mỹ khỏi cái đại dịch u ám này. Đó là cái hình hình hiện tại nó là như vậy. Còn nếu mà nói là riêng ở trong cộng đồng của người Việt Nam ở tại dưới miền Nam California ở Orange County cũng đã phức tạp lắm, không có thời gian để nói. Nhưng mà cái vấn đề chính là ngày hôm nay cái tờ báo mà Orange County Register, tức là OC Register, trong cái bài xã luận của cái ban biên tập ngày hôm 12 tây tháng 1, thì than phiền rằng họ viết rất là rõ, họ than phiền cái buổi họp của những nghị viên thành phố Westminster là nơi có thị trưởng gốc Việt và ba nghị viên là người gốc Việt trong số bốn nghị viên trong tổng số là 4 nghị viên cứ diễn ra như một cái show truyền hình cứ tranh cãi trong khi cái thành phố 91.000 dân này thì đang gặp một cái viễn ảnh là thâm thủng ngân sách tới 19 triệu đô la vào cái tài khóa năm 2024-25 thì không lo giải quyết cái vấn đề này. Và ban biên tập của báo uh, OC Register đã nói rằng các buổi họp nghị viên ở Westminster ở trung tâm Little Gòn ở quận Cam cứ y hệt như một cái hài kịch hay là một vở bi kịch truyền hình ở trên truyền hình vậy và tương lai cử tri nên dùng cái lá phiếu chọn đúng người thật sự quan tâm tới nhu cầu của thành phố thay vì cứ trả thù riêng như vậy rồi nó có những cái sự xung đột trong cộng đồng họ dùng cái chữ mà their own personal problem tức là họ tự tranh cãi và họ tự trả thù tư thù với nhau trong khi cái tờ báo của Hoa Kỳ báo Mỹ đã viết công khai như vậy thì chắc chắn là những cái dân cử gốc Việt cần phải để ý có thể rằng đang mất cái lá phiếu của cử tri vào tay những cái sát dân khác và có thể mất cả lá phiếu của cử tri người người gốc Việt trong tương lai. Ngày hôm qua, anh đi đưa quý vị một cái bản tin cũng dưới Orange County lấy một cái thí dụ đi là coi như là cái cử tri gốc Việt bị bao vây bởi bốn sát dân khác bốn bên vẽ lại bản đồ như vậy. Và nếu như mà xé ra làm bốn góc như vậy thì cử tri người Việt sẽ loãng vào trong cử tri của những sát dân khác như là Đại Hàng, người Mẻ Tây Cơ vân vân người Mỹ Trắng vân vân Nếu như vậy thì đâu còn tiếng nói cho người Việt nữa. Cuối cùng rồi quý vị thấy điều gì nó đến nó cũng đến như thành phố San Jose này. Ngày xưa có phó thị trưởng, có phó cảnh sát, có nghị viên khu vực 4, khu vực 7. À, cái tiếng nói rất là người Việt cho nên tiếng nói rất là mạnh. Mà trong những khi mà thành phố cần một cái điều gì họ đều xuống với cử tri gốc Việt và gần như anh đi làm việc trong cái khoảng thời gian mà làm phóng viên cũng với uh, cho đài uh, quê hương uh, Media và Cali Today là anh đi tiếp xúc thường xuyên với tất cả những nhân vật mà đứng đầu của thành phố, các nghị viên của thành phố từ thị trưởng, phó thị trưởng và các dân chữ cử của tiểu bang liên bang họ ve vãn cái cử tri người Việt mình và người Việt mình muốn cái điều gì vào lúc đó họ cũng đồng ý bởi vì mình đã nắm gần như là là cái đa số ở trong cái cái nghị trường của thành phố. Nhưng mà bây giờ mình không còn bất cứ một người Việt nào trong cái nghị trường thành phố nữa, cho nên mình mất đi cái tiếng nói. Bây giờ chỉ có một cái người mà đang cố gắng tranh cử cái cái chức mà nghị viên của khu vực 7 đó là là Cẩm Vân Lê thôi. À, không biết sắp tới này nó sẽ ra sao, đó là người Việt duy nhất hiện tại. Mà hy vọng có thể là lấy lại được cái uh, khu vực 7 để trở thành nghị viên ở khu vực 7. Còn bây giờ ở miền Nam Cali chúng ta đã nắm được cả thành phố, chúng ta đã có tới 4 nghị viên ở trong Westminster mà cuối cùng là chỉ có là gây lộn, gây ó lẫn nhau để trong cộng đồng người Việt không. Mà bây giờ đến mức độ mà cái tờ Orange County Register họ phải lên tiếng như vậy và vẽ lại cái bản đồ để mà bầu cử thì lại thấy chuẩn bị cái tương lai của cái kỳ bầu phiếu sắp tới này sẽ như thế nào khỏi cần nói ra quý vị cũng có thể đoán được đó là những cái bản tin ngắn anh đi gửi đến cho quý vị và bây giờ để trở lại cái uh, uh, tình hình mà ở trong đất nước Hoa Kỳ liên quan tới cái uh, một số người liên quan những cái vụ mà gây hỗn loạn bạo loạn ở ngày 6 tháng 1 thì uh, công tố hôm thứ năm tức là ngày hôm qua 13 tháng 1 đã lần đầu tiên truy tố về cái tội lật đổ chính quyền Đối với một số nghi can tham dự bạo loạn ngày 6 tháng 1 Ở Cảnh sát cũng truy tố bắt Stewart Road, 56 tuổi người sáng lập ra cái nhóm dân quân cực hữu Oak Keeper Quý vị nhớ rằng hồi xưa giờ đó là bên uh, tòa án là bên công tố Chỉ có xử những cái tội là, là gây bạo loạn hỗn loạn uh, Hay là với cái tư cách cá nhân là đòi treo cổ người này bắn người kia thôi nhưng mà chưa có bao giờ truy tố về cái tội dùng một cái, cái 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 tội là lật đổ chính quyền. Nhưng bây giờ họ dùng cái tội mà truy tố về tội lật đổ chính quyền đối với cái nghi quan mà Stewart Road 56 tuổi này. Cái hồ sơ ghi rằng ông Road này âm mưu cùng với nhiều người để lật ngược cái kết quả bầu cử năm 2020 và để kiểm soát tòa nhà quốc hội. Ông Road là người cao cấp nhất trong các nhóm cực hữu bị bắt từ trước tới giờ. Ông có mặt ở cái khuôn viên Capitol vào ngày 6 tháng 1 nhưng nói rằng chưa có vào bước vào trong tòa nhà quốc hội. Rốt là cựu lính nhảy dù sau đó học lấy bằng luật ở Đại học Yale. Hôm thứ Năm 13 tây tháng 1 bị truy tố cùng một khoảng một tá đồng sự. Có buộc ghi rằng vào ngày bầu cử thì ý thúc giục các hội viên ốt hãy dự trữ đạn sẵn sàng tác chiến toàn diện trên đường phố trong cái buổi họp trực tuyến vào ngày bầu uh, sau ngày bầu cử thì hắn nói rằng các bạn có thể gọi đó là nổi loạn hay là chiến tranh hay là chiến đấu vân vân. Y nói với Alex Jones vài ngày sau bầu cử là y đã bố trí người gần thủ đô sẽ hành động theo cái lệnh của Tổng thống Trump và 2.000 người trước ngày bầu loạn 6 tháng 1 y cũng đăng cái bài thúc giục tất cả những người yêu nước hãy đứng cao lên ủng hộ cuộc chiến của Tổng thống Trump nhằm đánh bại kẻ thù trong và ngoài nước đang âm mưu đảo tránh vân vân thì đây là một cái bản án đầu tiên hết mà đang đang đem ra truy tố có nghĩa rằng uh, lật đổ chính quyền. Còn uh, một người khác nữa là Brandon Straka, người tổ chức cái cuộc biểu tình lớn ngày 6 tháng 1 tại thủ đô đó, cái tên của cuộc biểu tình là Stop the Steal. Thì đã chấp nhận hợp tác với công tố liên bang để có thể được ân xá thoát cái án tù. Trong cái văn bản đề nghị kêu án đưa lên hôm thứ năm thì các công tố đề nghị kêu án 4 tháng tại gia đối với Straka, người từ tháng 10 năm 2021 đã thú tội gây hỗn loạn trước tòa nhà quốc hội. Để giảm án, Straka sẽ chia sẻ các truyền thông riêng trên mạng của Straka với các công tố. Trong cái văn bản đề nghị kêu án, thì công tố nói Straka cũng đã trình diện công tố một lần nữa hôm 5 tây tháng 1 để trả lời các câu hỏi cần thiết. Tuy nhiên, Straka cũng đang kiếm tiền bằng cách tuyên truyền cho ông Trump như bán các áo t-shirt có những cái dòng chữ chửi, chửi mắng tổng thống Joe Biden những cái câu ám hiệu tiếng lóng mà chửi nhắm vào ông Biden quý vị biết đó là cái câu gì rồi bên cạnh uh, 4 tháng tự giam tại gia thì công tố cũng đề nghị 3 năm giám sát và tối thiểu 60 giờ làm việc cộng đồng cho Straka chánh án sẽ tuyên án vào ngày 20 tây tháng 1 vừa tròn một năm ngày tổng thống Joe Biden uh, lên nắm quyền còn Jose Gaza là biện lý Travis County đã nói hôm thứ Năm rằng ông sẽ lôi Bộ trưởng Tư pháp của Texas là ông Ken Paxton ra tòa vì ông Paxton đã phạm luật khi từ chối phổ biến các bản ghi chép đàm thoại về chuyến đi của ông Paxton tới cái buổi tụ họp đông người ủng hộ ông Trump và buổi này đã trở thành bạo loạn. Gaza cho Paxton 4 ngày để nộp tài liệu vì biện lý kết luận Paxton đã vi phạm của luật Chapter 552 của Bộ luật Công quyền Texas. Lý do buộc Paxton phổ biến các ghi chép đàm thoại vì năm tờ báo tại Texas, đó là Austin American Statement, Dallas Morning News, Fort Worth Star Telegram, Houston Chronicle và San Antonio Express News đã yêu cầu ông Paxton phải phổ biến tài liệu các cuộc đàm thoại. Bộ trưởng Tư pháp Texas là Paxton dự kiến ra phải tái tranh cử vào năm 2022 và đang bị điều tra về nhiều tội kể cả tội nhận hối lộ và tội ngoại tình nữa cũng cái ủy ban điều tra vào loạn thì hôm cũng ngày hôm qua 13 tây tháng 1 đã đưa các ra các yêu cầu buộc các công ty mạng xã hội phải nộp tài liệu liên quan tới các tin giả đưa ra nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 ủy ban đã gửi cái trác đòi tới các công ty mẹ của Twitter, Reddit, Google, Facebook vân vân và nói rằng cần điều tra việc loan tin giả và kích động bạo lực để dẫn tới cái ngày 6 tháng 1 để xem tương lai các công ty có thể ngăn chặn tới đâu và các nỗ lực cực đoan và bạo lực. Và thông tin cuối cùng ngày hôm nay là liên quan tới ngũ giác đài đã điều chỉnh cái quyền điều động về bên quốc gia. Sau vụ bạo loạn, thì ngũ giác đài cho biết là Bộ trưởng Quốc phòng sẽ là người chịu trách nhiệm duy nhất trong cái việc phê duyệt các yêu cầu triển khai về bên quốc gia trong các hoạt động trị an vào hôm thứ Năm, 13 tây tháng Giêng, theo hãng thông tấn Reuters. Và đây là cái kết quả sau một tháng xem xét của Ngũ Giác Đài về vấn đề giải quyết yêu cầu điều động về binh quốc gia của quân đội. Vệ binh quốc gia của Washington DC là cái lực lượng duy nhất trong đất nước Hoa Kỳ báo cáo trực tiếp lên Tổng thống. Theo quy định cũ thì Bộ trưởng Lục quân là người có quyền phê duyệt và điều động lực lượng này. Trước đó nhiều người đặt ra câu hỏi là liệu vệ binh quốc gia của Washington DC có được triển khai đủ nhanh để ngăn chặn cái cuộc bạo động ngày 6 tháng Giêng ở tòa nhà quốc hội hay không? Vì vậy ngũ giác đài, ngũ giác đài mới tiến hành và xem xét lại. Trong cái tuyên bố của ngũ chức đài cho biết rằng Bộ trưởng Quốc phòng là người duy nhất có quyền phê duyệt và bố trí vệ bên quốc gia của Washington DC trong các hoạt động trị an hoặc trong vòng 48 giờ khi mà có yêu cầu. Và ngũ giác đài cũng thông báo thành lập một đơn vị trong tòa nhà quốc hội để giải quyết cái yêu cầu này. Ông William Walker là cái người khi đó là vệ binh quốc gia ở Washington DC đã nói với giới thượng nghị sĩ trong phiên điều trần hồi tháng 3 rằng Do giấc ngủ chân đài phải mất hơn 3 tiếng mới phê duyệt được yêu cầu bố trí vệ binh quốc gia để giúp đỡ cảnh sát quốc hội, tức là US Capitol Police, trong cái vụ bạo loạn ngày 6 tháng Giêng. Cái vụ bạo loạn kéo dài hàng tiếng đồng hồ khiến 4 người chết, một cảnh sát tử vong và tiếp theo làm chấn thương nặng. Hàng trăm cảnh sát bị thương và 4 cảnh sát bảo vệ trụ sở quốc hội đã tự sát ngay sau đó. Và đây là bản tin cuối cùng anh đi gửi đến cho quý vị. Chúc quý vị một ngày làm việc vui vẻ, hạnh phúc, thân tâm, thường an lạc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào đầu tuần tới.